Mời các bạn tiếp tục đón nghe Tiểu thuyết tình báo Mật danh T6 Phần 2 Tại trụ sở cơ quan phản gián Đóng trong làng tốt đặng Từ huyện Trương Mỹ Mi đang chăm chú đọc công văn Và báo cáo các nơi gửi đến khi cầm đến chiếc phong bì nhỏ đã nhổ nát, khác với loại phong bì bằng giấy báo mà các cơ quan ngoài kháng chiến vẫn dùng. Mì tươi tỉnh hẳn lên. Lâu lắm rồi mới nhận được báo cáo của H5. Anh cẩn thận lấy dao dọc theo đường gấp, rút ra một tờ giấy mỏng, chữ nhỏ, viết đặc kín cả trang. Bên trong kẹp một tờ giấy cuốn thuốc lá trắng tinh. Anh chăm chú xem báo cáo, thỉnh thoảng lại lấy bút chì gạch dưới những dòng chữ cần chú ý sau đó, anh lấy tờ giấy quận thuốc lá, đánh bật lửa hơ nóng một lúc. Những dòng chữ nâu nâu nhạt hiện dần lên. Đọc xong, mì xếp gọn tài liệu, đem hộp đựng giấy bỏ ra hẻ đốt. Tác phong gọn gàng giữ bí mật đã trở thành ý thức của mì Cùng lúc ấy, ngoài ngõ có tiếng cười nói, rồi hai người bước vào trong sân. Người đi đầu là Việt, một thanh niên tầm thước, dáng vạm vỡ, đầu để trần, đôi lông mày đen nhánh như hai nét vẽ bằng mực tàu, mọc hơi cao trên đôi mắt to trong sáng, đôi môi đỏ tươi lúc nào cũng mỉm cười, làm cho khuôn mặt Việt càng thêm tươi tắn. Việt phụ trách đội hành động trong cơ quan phản gián, chuyên tổ chức những trận đột kích vào nội thành để trừng trị bọn Việt gian nguy hiểm, đã bị tòa án nhân dân kết tội. Hoặc bố trí những trận phục kích đánh pháp để bảo vệ đường dây của ta vào nội thành thông suốt. Cùng đi với Việt là bằng, tình hình to lớn hơi nặng nề, mặt trắng trẻo, đeo kính cận. dáng đi thong thả, có vẻ chậm chạp. Anh ít nói, lúc nào cũng chỉ tủm tìm cười. Khi nghe người khác phát biểu ý kiến, nên không ai rõ là anh có thái độ phản đối hay đồng tình. Bằng phụ trách đầu mối giao thông, các cơ sở nội thành và đội ngũ điệp viên của ta. Vừa thấy bằng và Việt vào, My đã nói ngay. Tôi vừa nhận được báo cáo của H5, cho biết tin về T6 T6 yên ổn rồi Chứ đồng chí Cái địch chưa đụng đến cậu ta ngay đâu Chúng còn thử tách chán Chúng sẽ tung gián điệp ra ngoài này Do la việc cậu ta trốn vào nội thành nữa chứ Vì thế H5 Chưa tiện dịp liên lạc với T6 Như vậy anh Bằng Phải tiếp tục phao tin vào trong ấy đi thôi Cái đó thì hẳn rồi Về T6 thú thật Lúc đầu tôi thấy hơi lo cho cậu ta Nhỡ ra chỉ một cơ sở nhỏ Thì sai một ly đi một dặm nguy hiểm lắm khi được đồng chí my cho biết tên nghiêm là đầu mối chỉ điểm của địch mới tung ra vùng tự do tôi cũng đã muốn bắt nó ngay bây giờ nghĩ lại mới thấy mình vội vã thiếu chín chắn đồng chí việt quen hành động theo tác phong quân sự tôi đã nát óc suy tính để tìm mọi cách tung người vào nội thành khi được trinh sát trong đó báo cáo về hoạt động của tên nghiêm tôi liền nghĩ ngay đến việc biến hắn thành cái cầu của ta từ ngày chúng ta bố trí cho T6 làm quen với tên Nghiêm và để Nghiêm lôi kéo T6. Rồi sau đó ta sắp đặt nước cờ, rút dây động rừng, buộc Nghiêm phải gấp rút dù T6 trốn vào nội thành. Cho đến nay, kiểm điểm lại, ta chưa có sơ hở nào. Kẻ địch có thể nghi ngờ. Trong báo cáo H5 cũng cho biết T6 đang được địch trọng đãi. Nhưng đây mới chỉ là bước đầu. Rồi cuộc đấu tranh sẽ còn diễn ra gay gắt sự chỉ đạo cho T6 phải tật sát và kịp thời. Mọi sự phối hợp cần tiến hành chú đáo hơn. T6 vẫn là chủ bài chứ. Bây giờ ta cứ tạm coi là như vậy. Còn sau này, cuộc chiến đấu thầm lặng và gay gắt giữa ta và địch sẽ hết sức phức tạp. Trong mọi tình huống, đảng ta cần phải huấn luyện để có một số điệp viên có khả năng đưa vào khi kẻ địch chỉ dùng T6 làm vai trò quảng cáo công khai. Tác dụng của T6 sẽ hạn chế Số điệp viên vệ tinh Sẽ thay T6 đóng vai trò trọng yếu Việc phao tin về T6 Tôi sẽ có thể giúp đồng chí bằng Việc này cũng dễ thôi Chẳng hạn ta có thể tung một số đội viên Của đội hành động vào nội thành Trừng trị mấy tên Việt gian nguy hiểm Rồi phao tin Tân là phần từ phản bội Cần trừng trị bọn địch Sẽ tìm ngay mi thâm trầm một lúc Rồi mới tông tả nói Ta không thể coi thường kẻ địch được. Chúng là những con cáo thực dân, có nhiều thủ đoạn danh ma, quỷ quyệt. Phải đấu trí với chúng. Một phần lớn ta phải dựa vào lòng dân và ý thức của cán bộ chúng ta. Rồi đột nhiên, mi quay lại hỏi một cán bộ làm nhiệm vụ tổng hợp tình hình. Việc bắt thị hợp ta đã tiến hành hỏi cung chưa? Bộ phận chấp pháp còn chờ ý kiến của đồng chí, nên mới chỉ tạm giữ thị lại mà chưa ai đả động gì. Tốt, Đồng chí chỉ thị cho bộ phận chấp pháp Chỉ xoay thị vào mấy việc buôn bán Nhì nhằng Rồi lại thả thị ra thôi Sao? Thả nó ra sao? Việt nóng nảy hỏi lại mi ngay Ta không thể bỏ mâm tham bắt được Ta đã nắm chắc ổ của thị hợp Chuột đã ở trong vuốt của mèo Thì có thả ra Cũng chẳng chạy đâu cho thoát Bắt thị hợp là hại cho tân Cái địch thế nào cũng cho tầm tra lại việc Thị hợp bị ta bắt nếu nó biết được Thị Hợp bị ta bắt về tội làm gián điệp, thì có khác nào. Đem Tân vào miệng hồn, chúng sẽ biết ngay là ta dường bẫy lại bằng cách lợi dụng tên nghiêm để cài Tân vào trong đó. Nhưng nếu có những đầu mối của chúng ta ra để tiếp liên lạc với Thị Hợp, ta nên đối phó ra sao? Qua chính xác theo dõi hành động của Thị Hợp, ta biết Thị chỉ là một hộp thư ở ngoài này, vào trong đó là chính thoảng nếu có tên nào ở trong nội thành ra liên lạc với thị hợp thì ta cứ bám cho sát lừa lúc nó xa hang ổ ta bắt kín khai thác rồi lại lấy gậy ông đập lưng ông đúng đúng tôi thấy rõ nước cờ của đồng chí rồi có phải bỏ ăn quân mã pháo và lúc cần phải bỏ ăn cả quân xe để giữ thế thắng quyết định nói như vậy nhưng từng bước công tác đấu tranh với kẻ địch còn gian nan lắm vì chúng ta mới giành được độc lập có hơn một năm lại phải lao ngay vào cuộc trường kỳ kháng chiến. Ta chưa có kinh nghiệm trong nghề này, mà kẻ địch thì nham hiểm, già dặn, đã hàng chục năm nay cai trị dân mình bằng thủ đoạn như vậy. Vị thế cuộc chiến đấu của chúng ta ở ngoài này phải sắp xếp từng bước theo kế hoạch thật tỉ mỉ, chi tiết để hỗ trợ cho T6. Đồng chí Việt cho biết lúc tên Nghiêm và Tân trốn thoát như thế nào khỏi vùng ta kiểm soát, có để lộ ra ý định nào cho địch đánh hơi thấy đây là sự bố trí của ta không? Theo kế hoạch ấn định, khi thấy hai người đến địa điểm, tôi đã cho hô lớn để họ kịp tránh, sau đó mới nổ súng, để thử thách tinh thần gan dạng của Tân. Tôi đã để luồng đạn đi thấp hơn một chút. Tân rất bình tĩnh. Lần mình trốn tránh luồng đạn để thoát ngay. Việc thử thách của đồng chí là hơi nguy hiểm đấy. Đã đành tay súng của đồng chí là chính xác, nhưng ta cũng phải đề phòng trường hợp xấu chứ. Khi nổ xong một băng đạn thấp, tôi nghĩ cũng run, nhưng sau không thấy động tĩnh gì nên mới yên tâm vờ cho anh em lùng sục một lúc rồi rút quân. Bây giờ chúng ta cần chỉ thị cho H5 tìm cách tạo cơ hội thuận tiện và hợp lý để bắt liên lạc với T6 khi cần thiết theo đúng mật khẩu đã quy định. Mi, bằng và Việt còn thảo luận thêm một số việc nữa. Họ đặt kế hoạch cho từng bước công tác. Ngày tối hôm ấy, trên đường dây vào nội thành, các đồng chí giao thông lại xông pha trong nguy hiểm gian lao để đảm bảo sự chỉ đạo kháng chiến đến các điệp viên không khí bí mật bao trùm khắp ngôi nhà làm theo kiểu biệt thự ở phố tăng bạc hồ phía trong cổng ra vào dưới bóng trúc vàng một tinh lính lê dương cao lớn cắp tiểu liên đi lại nhẹ nhàng như một con báo sẵn sàng vồ chụp lấy con mồi trong căn phòng rộng có kê một chiếc bàn làm việc đánh vét nghi bóng loáng mặt bàn trải nỉ xanh và chặn lên một tấm kính dày. Phía trước bàn là một bộ salon lông lót nhung được kê trên một cái thảm rộng. Phía trong tường treo một tấm bản đồ bắc bộ lớn có màn te trải khuất. Tên chủ mật thám Lê Ông ngồi ngả người trên chiếc ghế có thể xoay tròn, tay khoanh trước ngực, mặt ngửa lên trần nhà, đôi mắt lim dim như ngủ. Nhưng thực ra hắn đang chủ tính một âm mưu mới. Tiếng chuông điện thoại reo vang. Lê ông choàng dậy, ngồi ngay ngắn, đặt điếu thuốc xuống chiếc gạt tàn bằng pha lê trong suốt, rồi cầm lấy ống nghe. Tiếng người ở đầu dây đằng kia léo nhéo. Lê ông im lặng, tình toàn mới trả lời. Cuối cùng hắn hẹn người đang nói chuyện đến chỗ hắn và mang theo cả bản báo cáo bí mật. Đặt ông nói xuống, xoay lại chiếc biển nhỏ, viết dòng chữ. Hãy cẩn thận, kẻ địch nghe trộm, treo ở ngay chiếc máy ông lấy ngón tay búng nhẹ một cái mỉm cười Sau đó hắn đứng dậy Xoa hai tay vào nhau Bước đến trước tấm bản đồ Kéo tấm màn tre Lấy ngón tay lần theo đường chỉ đỏ Nằm ở phía nam thành phố Tìm đến một địa phương Tại hắn dừng lại Ở chỗ có hàng chữ Đồng quan Hắn cất giọng Đọc theo tiếng Việt Nam lờ lỡ Vẻ đắm chiêu suy nghĩ Rồi quay về phía bàn làm việc Ấn nút chuông điện thoại đặt ở góc bàn Cửa sang buồng bên xịt mở Giàn nhìn Cô tư ký bước vào Khẽ cúi đầu Chờ hắn sai bảo Lấy cho tôi tập hồ sơ Của 1247 Giàn nhìn Quay người ra khỏi cửa Trông rất điệu Lát sau cô ta trở lại Mang theo tập hồ sơ Bìa đỏ Có ghi mật số 1247 Lê ông mở hộp thuốc lá caravan Anh mời Giàn Cô ta khẽ nhón một điếu Cười làm duyên Xin cảm ơn Rồi quay ra Lê ông nhìn theo, đôi mắt dán vào tấm lưng thon thả của cô ta, mỉm cười đắc chí. ông đang nghiên cứu hồ sơ thì có tiếng chuông báo. Hắn không ngẩng đầu mà chỉ nói: "Xin mời vào." Gamini bước vào căn buồng với chiếc cặp da dày cộ. Lê ông mời hắn ngồi xuống ghế. Ông cho tôi biết rõ việc làm của 1247. Tại sao hắn lại trở về ngay khi chưa có lệnh? Từ ngày tôi đã hỏi 1247, hắn cho biết vị hoàn cảnh cấp bách đầu mối liên lạc bị bắt giữ hắn sợ lộ nên đã bỏ chạy vào đây trước khi có lệnh và lại việc lôi kéo tân đã hoàn thành nên hắn không thể nào đợi được nữa ông đánh giá thế nào về công việc của hắn mục đích duy nhất của hắn là tiền hắn muốn kiếm thêm vốn cho cái cửa hiệu thuốc tây của hắn từ trước đến nay chúng ta đã trả công hắn rất hậu nên hắn không ngại ngần giúp ta bắt một số nhân viên của Việt Minh vào mua thuốc trong cửa hiệu của hắn có kết quả. Hắn hành động một cách khôn khéo, vừa lấy công của chúng ta, vừa giữ được khách hàng. Nhưng ở hắn, thiếu một điều quan trọng, đó là ý chí phụng sự, tận tụy, lợi ích của nước Đại Pháp. Nhưng dù sao, hắn cũng đã thành công trong việc lôi kéo ông Tân, một nhân vật cũng rất cần cho ta. Ông cho ý kiến về việc này. Từ ngài, ngài định hỏi về vấn đề ông Tân phải không? Chính thế Nhưng việc cần thiết hơn Là phải giữ được đầu mối của ta ở ngoài đó Ông Tân về đây là đã nằm trong tay chúng ta Lê ông xòe bàn tay Rồi nắm lại Tuy vậy chúng ta cũng vẫn nên bàn kỹ Ngài quan năm Đã trực tiếp ra chỉ thị Sau khi 1247 trở về Tôi đã cho đầu mối thẩm tra lại thị hợp Bị công an Việt Minh bắt Trong lúc ở vùng tề ra Có mang theo nhiều hàng hóa sau mấy ngày bị giam giữ, thị được trả tự do. hiện nay thị mới gửi báo cáo vào. thị hợp bị bắt mấy ngày rồi mới được thả. lê ông nhắc đi nhắc lại mấy lần câu đó một cách chậm rãi, làm cho gambini cảm thấy lúng túng vì sợ có vấn đề sơ suất. chợt hắn ngẩng đầu hỏi: ông thấy vấn đề này thế nào? dạ thưa, gambini chưa hiểu hết câu hỏi đành ngập ngừng. vấn đề là thị hợp mới bị bắt mà được thả ngay rồi thị lại liên lạc với chúng ta luôn. Đó, từ chỗ ấy mà xảy ra. Hãy gặt những khả năng tốt, đặt ra những diễn biến xấu để có kế hoạch đối phó. Theo ý kiến của tôi, ông cần ra chỉ thị cho thị hợp, đình liên lạc với trong này một thời gian. Ông phải kiểm tra lại đầu mối liên lạc trung gian giữa thị hợp và sói biển. Có sói biển là chúng ta có cả một đạo quân mai phục trong hàng ngũ Việt Minh. Phải bảo vệ sói biển và chỉ thị cho hắn. Nếu cần, cứ việc đánh lạc hướng đầu mối liên lạc trung gian. Thậm chí nếu có động, có thể gạt ngay đầu mối trung gian ấy. Còn ông, ông cần lưu ý đến sự yên tĩnh bề ngoài của công an Việt Minh. Tôi tin ông sẽ đảm nhận việc này. Người ta không sợ kẻ nói nhiều, mà chỉ sợ người nói ít. Được cấp trên động viên, Gabini lúng túng, cứ rút khăn tay, lau lau chán. Còn vấn đề thứ hai, chúng ta sẽ phải làm gì đối với ông Tân? Thưa ngài, Tôi vẫn nhắc bôn, phải tiếp đãi ông ta chủ đáo. Trong thời gian đầu, hãy chinh phục ông ta bằng đời sống đầy đủ. Sau những ngày đói khổ thiếu tốn, con người ta dễ chấp nhận cảnh sống sung sướng hơn. Việc ấy ông cứ tự ý mà làm. Đừng có hà tiện trong chi tiêu. Nhưng như ông đã nói, mỗi khi dùng một người nào, chúng ta cần thử thách, dù đã biết rõ về người ấy. Đối với ông Tân, chúng ta cũng phải làm như vậy. Đây, một kế hoạch này tôi mới phát ra Ông hãy nghiên cứu thực hiện thật tốt kết quả và cho tôi biết sớm mọi chi tiết hành động của ông. Trong mặt trận vô hình này, chúng ta thắng hay Việt Minh thắng? Đấy là quyết định. Chúng ta có cái tốt là đã nắm được ông ta. Xong có điều rất nguy hiểm nếu như chúng ta không làm ăn đến nơi đến chốn Tôi xin lắng nghe nghiêm chỉnh ý kiến của ngài. Lê ông nhổm người, khẽ tì vào bàn, rút một điếu thuốc dê dê vào lòng bàn tay, rồi nhìn điếu thuốc như muốn tìm một điều gì mới. Không khí trong phòng lặng hẳn xuống. Gambini cũng kéo ghế ngồi, nhích gần lại bàn. Chờ nghe chỉ thị của cấp trên. Hắn chăm chú theo từng cử chỉ của Lê Ông với vẻ khúm núm. Chợt Lê Ông đặt điếu thuốc vào môi. Gambini vội bật lửa, mời Lê Ông chầm thuốc. Lê Ông bắt đầu cất giọng chậm rãi, trình bày toàn bộ kế hoạch thử thách tân. Cuối cùng hắn nhìn vào mặt cấp dưới bằng ánh mắt thỏa mãn. Ông cho ý kiến đi. Hai tên cáo già mật thám còn bàn bạc với nhau mãi để đánh giá về những công việc sắp tới và về con người của Tân. Chúc ông thắng lợi. Camini biết cấp trên đã chỉ thị xong, liền cầm lấy cặp da, đứng nghiêm trào, rồi quay ra cửa. Còn lại một mình lê ông đứng dậy, dạo bước quanh nơi làm việc, dáng trầm ngâm suy nghĩ căn phòng trở lại hoàn toàn yên lặng. Nếu chú ý, người ta chỉ nghe thấy tiếng máy chữ lách tách ở bên phòng vọng ra. Ngoài sân, tên lính Lê Dương vẫn khoác tiểu liên trước ngực, nét mặt lạnh lùng, làm tăng thêm cái không khí bí ẩn của căn nhà. Một buổi sáng, trong lúc Tân và Nghiêm đang nói chuyện, thì thấy chiếc xe con xịch đỗ ở trước cửa. Người lái xe nhảy xuống, bước vào cửa hiệu xin gặp Tân. Tân tự giới thiệu xong thì người lái xe đưa cho Tân một bức thư, ngoài phong bì đề: Gửi cháu Tân. Nhìn phong bì, Tân nhận ra nét chữ của ông chú, anh thong thả bóc ông ra xem, chỉ thấy mấy hàng chữ: Cháu đến nơi, chú mong gặp cháu. Ký tên S. Người lái xe chờ Tân xem xong thư mới nói: Xin ông cho trả lời. Để tôi về trình bày với ông tôi. Anh làm ơn nói giúp với chú tôi, một ngày tới tôi xin lại thăm chú tôi khi người lái xe đã đi tân nghĩ ngay đến việc gặp ông chú tự nhiên anh sực nhớ tới câu nói của Pol trước đây chú anh là người tốt nhưng đối với chúng tôi ngài hơi dè dặt như vậy là chú của anh chưa hẳn là người hoàn toàn xấu mình sẽ ăn nói với ông như thế nào ý nghĩ đó cứ bám chặt lấy đầu óc của anh thấy tân tuy chưa có địa vị nhưng đã có thần thế nên nghiêm càng nể sợ buổi tối hôm ấy trước khi tân ăn cơm Người thợ may bước vào lễ phép chào anh Anh ta đặt chiếc vali lên bàn Rồi mở nắp ra Lấy bốn bộ âu phục Mùa thu và mùa đông May bằng tứ len đắt tiền Để trước mặt Tân Tân chưa kịp nói gì Thì anh ta đã lễ phép chào Tân Và nghiêm rồi bước đi Nghiêm vội chạy ra Đưa cho anh ta mấy chục đồng Để gọi là dụng uống nước hụt thuốc Ăn cơm tối xong Tân lại lên gác xem sách báo Nhà vắng vẻ nên vợ chồng nghiêm chỉ ở dưới nhà, ít khi lên gác. Lúc này, Sao Tân nhớ cuộc sống ở ngoài kháng chiến đến vậy. Tuy nó thanh đạm gian khổ, nhưng ấm tình đồng chí, phải sống trong cảnh ăn chơi an nhàn, tuy đây cũng là nhiệm vụ của anh, nhưng anh vẫn thấy ngỡ ngàng và xa lạ. Tân nhớ đến lời mi dặn trước khi ra đi, "Đồng chí tự đối phó với mọi công việc và phải đối phó dè chừng cả với cuộc sống thay đổi mà kẻ địch cố tình tạo ra." để đưa đồng chí vào chỗ thất bại, trước khi đồng chí làm được việc gì. Xong đồng chí cứ tin, lúc nào Đảng và chúng tôi cũng ở sát bên đồng chí để cùng lo toan mọi việc. Tân buông quyển sách, ngồi lặng im. Mới chỉ có hơn một tuần mà anh tưởng như đã phải xa vùng kháng chiến lâu lắm rồi. Anh có cảm giác như người xa quê hương đến một nơi xa lạ, cả người, cả cảnh. Dù sống trong cảnh xe ngựa dập dìu, sinh hoạt đầy đủ nhưng lòng nhớ quê vẫn rục rã anh hoài tân đến bên trước đài bật điện do làn sóng của đài tiếng nói việt nam đang lúc anh mải mê lắng nghe tiếng nói rõng rạc của chị phát thanh viên đọc tin chiến thắng của việt bắc thì có tiếng chân người lên gác tân vội tắt ngay vặn sang làn sóng khác và hệ thống khác kịp nghe thấy tiếng nhạc thì pôn và liên đã lên đến gác họ vui vẻ hồn nhiên như ở nhà mình tự kéo ghế ra để ngồi hôm nay tôi cố mời bằng được cô juliet đến thăm anh rất hân hạnh nếu không có anh Paul trèo kéo thì em cũng chẳng dám đến đây vì sợ làm phiền anh trong lúc tân và liên nói chuyện Paul bước đến chỗ chiếc đài sợ thấy còn ấm liền bấm nút ngồi một mình sao anh không mở đài nghe cùng lúc ấy tiếng nhạc du dương của một đài nước ngoài nào đó vẳng lên ghẻ kẽ Tôi đang nghe nhạc, ngồi buồn quá. May có anh và chị Liên đến chơi, nên tắt đi để nói chuyện vui hơn. Anh như con gái cấm cùng ấy, không buồn ló ra mặt bên ngoài phố nữa. Liên vừa nói, vừa đưa mắt nhìn khắp gian buồn. Anh sống đơn giản lắm. Em cũng thích trang trí phòng mình như thế này. Vừa lịch sự, nhã nhặn, mà lại còn đẹp nữa. Em không thích bày biện, đồ đạc nửa tây nửa tàu. Lẻ loẹt lắm. Mình là người Việt Nam mà, cư theo phong cách Việt Nam mà ăn ở. Nói lên đây, tự nhiên Liên đỏ mặt, Tân vội đỡ lời. Chị Liên còn chữ gì để khen tôi nữa nào? Hôm nay tôi thấy chị dịu dàng và đẹp hơn lần gặp trước vì chị mặc chiếc áo dài dân tộc làm tăng thêm vẻ đẹp của người con gái Việt Nam hơn. Liên ngước mắt nhìn Tân. Anh khen em thật hay chỉ khen mỉa em đấy? Chị hỏi anh Paul mà xem. Đúng, chiếc áo dài của phụ nữ Việt Nam mới thả thướt và vương vấn làm sao. Cứ những buổi chiều khi nắng dịu, nhìn những tà áo dài của các cô, làm tâm hồn cứ xào xuyến, bị cuốn theo và chẳng bao giờ muốn ra Hà Nội nữa. Bồn đang tán dương tà áo dài, theo kiểu thẩm mỹ ăn chơi rẻ tiền, tí liên đã gạt đi. Thôi, anh Bồn, đến thăm anh Tân, chứ không phải đến bình phẩm các kiểu áo dài của chị em chúng tôi. Tân mỉm cười trước thái độ hồn nhiên của Liên Ngồi nói chuyện một lúc pôn tắt đài và rủ Tân cùng lên đi chơi Ra đến cửa pôn quay lại nhìn gian buồng và nói nhỏ Buồng này chật trội quá Tôi sẽ thu xếp Một nơi thích hợp với anh hơn Cả ba người cùng xuống đường liền để pôn cầm lái Cô kéo Tân xuống ngồi ở ghế sau Xe chạy qua các phố đông đúc Rồi rẽ bên kia đường cổ ngư pôn cho xe dừng lại ở bên đường và tắt máy. Ba người thông thả đi dạo ven hồ mặt hồ lung linh đầy ánh nắng đi giữa tân và pôn liền luôn nói cười vui vẻ chợt như cảm thấy mình nói nhiều quá cô vội im lặng thấy thái độ chợt vui chợt buồn của liên tân nói đến những chuyện vui một lát sau liên đã vui vẻ lại đêm trăng mặt hồ đẹp quá giá như đừng có chiến tranh có hơn không thoáng thấy tân khẽ nhíu lông mày chờ pôn đi lên phía trước liên khẽ hỏi tân Em nhắc đến chuyện gì làm anh không vui sao? Tân giật mình vì sự nhận xét tế nhị của Liên. Không, không có gì. Tôi vẫn nghe Liên nói đấy chứ. Anh giấu em. Anh Paul có kể chuyện về anh cho em nghe. Paul hiểu tôi thế nào được? Người ta hiểu anh như thế nào thì anh Paul cũng hiểu anh như thế. Và cả chị Liên cũng như thế chứ gì? Không, không. Em không dính dáng gì đến anh Paul cả. Chỉ vì cái tính tóc mách của em mà anh hiểu lầm em đấy Tôi có hiểu lầm chị Liên gì đâu Anh nói dối em Liên bỗng im lặng Cô mơ màng nhìn ra mặt hồ đầy ánh trăng Tân tầm nghĩ Cô thủ thị quen sống trong cảnh xa hoa Đừng va chạm với đủ loại khách hàng Lẽ nào mới gặp mình đã vội tâm sự ngay như vậy Có thể cô ta là một cô gái trồng trắng Nhưng quen tiếp xúc với bọn sĩ quan Pháp Đã nhiễm và tác phong phương Tây Trăng xong cũng rất có thể pôn dùng cô ta làm cái mùi thơm để lung lạc mình cũng nên một làn gió lan trên mặt hồ đưa thoang thoảng mùi hoa sen cuối mùa đã sắp tàn tân thấy lòng thanh thản lạ thường buổi tối đi chơi hôm ấy rất vui nhưng cũng từ hôm ấy để khỏi bị quấy rầy tân dặn nghiêm nếu thấy liên đến chơi thì nói là anh đi vắng nghiêm nheo mắt nhìn tân và cười Sao anh lại từ chối không tiếp một cô gái xinh đẹp như vậy? Mỗi người có quan điểm khác nhau về cái đẹp anh ạ. Trong khi ấy trở về nhà, Liên cũng thấy vấn vương một ý nghĩ. Anh ấy chín chắn, khác hẳn số thanh niên ở trong này. Tân sống nhàn nhã được nửa tháng ở nhà nghiêm. Một tối, chợt nghĩ phải đến thăm ông chú. Sau bữa ăn tối, Tân dùng rỉnh trên hải phố, vừa bước chân ra được một quãng. Anh chú ý ngay đến hai người đàn ông đang đứng ở bên kia đường. Thấy anh ra đã vội bước theo. Tuấn nghĩ, địch luôn bám sát là lẽ tất nhiên nên không bận tâm lắm. Phố Trần Hưng Đạo vắng vẻ và yên tĩnh. Và giờ này, nhân dân ít đi lại trên những con đường có nhiều công sở và nhà ở của các viên chức cao cấp trong chính phủ quốc gia của bọn Pháp. Đến ngã tư, Tân định sang qua đường, thì gặp một chiếc xe ô tô con phóng đến rất nhanh. Anh dừng lại giữa lúc chiếc xe tới gần và phanh két. Hai người đàn ông mở cửa xe xuống và ập ngay đến bên anh. Anh chưa kịp đối phó thì đã thấy nòng súng dí sát vào sườn mình. Một người nói như ra lệnh. Cấm mà kêu. Lên xe. Chống cự ta bắn chết. Vì quá đột ngột, anh không kịp xử trí nên đành phải theo hai người chui vào trong xe. Chiếc xe lao vùn vút đi. Một người rút trong túi ra cuộn dây Chói chặt hai tay tân ra phía sau lưng trong khi người kia vẫn ấn nòng súng vào sát sườn anh khi đã trói xong họ lấy khăn bịt chặt mắt anh không cho nhận rõ con đường xe chạy xe vẫn chạy với tốc độ nhanh mãi một lúc sau mới dừng lại họ kéo tân ra khỏi xe xốc nách anh đi tân đi bước thấp bước cao tân kinh anh lúc này hết sức căng thẳng họ là ai bắt anh để làm gì và dẫn anh đi đâu bao nhiêu câu hỏi cùng ập đến, anh lắng nghe mọi tiếng động, nhưng chỉ thấy tiếng run rế rầm ràn. Anh biết mình đã bị dẫn ra vùng ngoại ô. Tần nghĩ nếu là bọn pháp thì chúng không cần thiết phải bắt cóc anh như thế này. Vậy thì rất có thể anh đã bị một tổ chức hành động của lực lượng kháng chiến bắt để xử tội đã trốn vào nội thành đầu hàng địch. Tần đã hơi yên tâm, song ý nghĩ lại đến với anh ngay cả trong trường hợp bị lực lượng của ta bắt anh cũng không thể nói với bất cứ ai về nhiệm vụ của mình đã bí mật đảm đương nhưng nếu anh không nói cho họ hiểu được vai trò của mình đang đóng thì chắc chắn họ sẽ giết anh ngay tân không sợ chết anh cho rằng nếu có hy sinh thì cũng là hy sinh cho cách mạng khi đứng ra đảm nhận nhiệm vụ đặc biệt như thế này anh không hề suy tính lợi ích riêng vậy thì lúc này sao anh lại run sợ được điều cốt yếu đối với anh trong giờ phút gian nguy lại càng phải tìm mọi cách để vượt qua nỗi hiểm nghèo chiến thắng mọi hoàn cảnh để làm tròn nhiệm vụ hơn lúc nào hết anh phải tỉnh táo và sáng suốt đối phó với mọi diễn biến xảy ra ý nghĩ ấy khiến tân yên tâm hai người dẫn anh đi quanh co một lúc rồi bảo anh đứng lại họ cởi khăn bịt mắt cho anh anh vừa kịp nhận ra chỗ mình đang đứng là một khoảng sân nhỏ của một ngôi nhà lá lụp sụp có ánh đèn dầu le lói thì bỗng thấy lặng người một cú đấm nặng như một nhát búa tạ thoi vào lưng mình làm anh ngã rúi về phía trước tiếp đó anh nghe thấy một giọng nói thô lỗ tiền sư thằng phản bội tân vừa bước vào nhà liền bị quáng mắt trước ánh đèn pin dọi thẳng vào mắt anh à thằng tân đêm nay mày sẽ phải đền tội phản bội tổ quốc. Nhưng trước khi chết, mày hãy khai thành thật tội trạng. Tân vẫn im lặng, không nói gì. Hai vạch máu trên thái dương anh càng lên nhức nhối. Anh độ, thủ tiêu nó đi thôi. Con hỏi làm gì? Tân quay về có tiếng người vừa nói. Trong bóng tối lờ mờ, anh thấy một tốp người đứng ngồi nhốn nháo, đang bàn tán xì xào. Một toán nghi ngờ lướt qua ốc Tân. Đội biệt động có thể hoạt động táo bạo ngay giữa thành phố, dùng xe ô tô chở người bị bắt đem đi. Nhưng sao họ lại có thể chủ quan tập trung cả một lượng thế này ở một địa điểm rất gần được quốc lộ và lại cách ăn nói thô lỗ và hành động hung hãn của những người đang phán xét anh không đúng với tác phong của những đội viên chiến đấu vì lý tưởng cách mạng. Mặt khác, nếu đội biệt động bắt anh nhằm mục đích trừng trị thì họ đã bắn anh từ trong thành phố. Mỗi khi phải dùng lối bắt cóc như thế này, tất họ phải dẫn anh ra vùng kháng chiến để cơ quan có trách nhiệm xét xử. Tất cả những ý nghĩ đó làm bật lên trong óc tân một phương hướng hành động. Đến lúc người có cái tên là Độ kia, dáng chừng là chỉ huy cả số người này, hỏi anh tại sao trốn vào nội thành đầu hàng địch. Anh trả lời lấp lửng, tôi vào trong này là vì mục đích rõ ràng, chứ không phải là đầu hàng. Họ làm gì thêm mất thì giờ cho nó rơi vài viên kẹo đồng là ổn tỏa hết. Tân đang định quay về phía người vừa nói thì lập tức bị một quả đấm vào giữa mặt và ngã cục xuống. Có mấy người nữa cùng xô đến. Khoan, anh em không cần đánh nó làm gì. Tên Độ liền thay đổi thái độ. Anh Tân, anh nói vào đây có mục đích rõ ràng, để tránh hiểu lầm. Anh có thể cho tôi biết anh vào đây vì nhiệm vụ bí mật phải không? Tần im lặng không nói. Đông người quá, anh không tiện nói sao? Vâng, tôi chỉ muốn nói riêng với anh được mà thôi. Tên Độ quay lại, báo cho bọn người lố nhố đứng trước mặt anh. Tất cả các đồng chí, hãy ra ngoài kia, để tôi nói chuyện riêng với anh Tân. Từ lúc vào nhà, Tân đã lợi dụng bóng tối, cố lần cởi được đầu dây, nhưng anh vẫn chưa rút tay ra được. Lúc này, thời cơ hành động đã đến. Anh gật đầu nói với tên độ Tôi chỉ có thể nói nhỏ với anh mà thôi Vì nhiệm vụ của tôi hết sức bí mật Tên độ hí hửng Được, đồng chí Tân Họ đã ra ngoài cả rồi Chỉ có tôi và đồng chí ở trong này Đồng chí có thể thẳng thắn Nói rõ công việc của mình Tân đứng dậy đến trước mặt tên độ Anh rút tay ra khỏi dây chói Và bất thần dùng hết sức Đấm một cú móc hàm Làm hắn loạn choạng sắp ngã anh lại đệm gối vào bụng dưới của hắn, làm hắn rên một tiếng đau đớn, ngất xỉu rồi lan ra mặt đất. Tân nhào người theo, đấm một quả trí mạng vào mang tay của hắn và thổi tắt ngọn đèn dầu. Ngoài sân có tiếng nhốn nháo. Cái gì đây? Cái gì đây? Từ lúc có số người xô vào nhà lộn xộn, anh thoát ngay ra cửa, lần theo bờ tường, chạy nhanh ra khỏi làng. Tân hướng về phía ánh điện ngoài thành phố, nhảy bừa qua các hào rãnh, lội tắt qua các ruộng lầy anh vừa chạy vừa thở hổn hển nhưng lòng lại thấy hồ hởi lạ thường chỉ một lát sau anh đã lên đến đường và ung dung đi vào nội thành đến chỗ bốt gác kiểm soát đầu tiên ở ngoại ô anh đưa giấy thông hành cho tên đồn trưởng và nhờ hắn gọi cho gambini trao đổi về việc anh bị bắt cóc tên đồn trưởng nhìn thấy anh chữ ký của tên quan năm vội vàng giúp anh ngay hắn đưa dây nói cho anh trực tiếp trao đổi với gambini anh gabini đấy à tôi đang ở một nơi ở vùng ngoại ô yêu cầu anh cho một lực lượng đến đây vây quét nơi có tốt biển động của việt minh vừa tụ tập anh tân à có việc gì mà anh lại ở đấy vào giờ này tôi bị họ bắt cóc đưa đến đây nhưng tôi đã thoát khỏi tay họ anh đến gấp thì có thể tóm gọn được bọn này chỉ một loáng sau Pol đã đi xe ô tô xuống và dẫn theo một chiếc gmc chờ đầy lính bà hoàng tân biết mình có đi cùng với bọn này cũng bằng thừa nên anh bảo Pol đưa bọn lính đến địa điểm mà lùng sục. Đêm ấy về đến nhà, Tân tắm rửa sạch sẽ rồi đi nằm ngay. Anh thấy người mỏi mệt và đau ê ẩm. Sáng hôm sau, Pol và Gamini đến thăm anh. Chúng cho biết việc lùng sục không có kết quả vì Việt Minh đã đủ thời giờ rút lui hết. Pol còn khuyên anh không nên đi chơi tối vì ít lâu nay tình hình an ninh không đảm bảo việt minh vẫn thường treo cờ giải truyền đơn và trừng trị những tên việt gian nguy hiểm ngay ở trong thành phố lúc ban ngày tân mỉm cười trước màn kịch vụng về và thất bại mà chúng vừa đóng mãi sau khi được biết tin này nghiêm đã thật sự lo lắng cho sự an toàn của anh từ ngày biết nghiêm đã cắn vải mồi và được tân cho biết tình hình hắn đã ra mặt rủ anh vào nội thành chỉ còn chờ ý kiến của anh là hắn có thể định ngài trốn đi. Mi đã dùng cách dung để dọa nghiêm. Thị hợp bị bắt lúc trong mình đang mang hàng lậu, nên chỉ bị khai thác loanh quanh về những chuyện buôn lậu và chứa gái. Sau khi nghiêm đến quán thị hợp, thấy cửa đóng im lìm, lo sợ, liền hỏi chuyện gia đình bên cạnh. Lại chính là cơ sở trinh sát ban phản gián. Được trinh sát trả lời mập mờ. Ngày đầu chị ấy bị bắt về tội buôn lậu và có dính dáng đến người trong nội thành. Ông có thấy công an đến khám nhà của em tôi không? Họ chỉ niêm phong nhà cửa, giao cho hàng xóm cùng phối hợp với đồn công an bảo vệ tài sản nhà cửa cho chị ấy. Được tin này, Nghiêm đã cuống lên, vội tìm đến chỗ Tân làm việc và rủ Tân cùng trốn vào nội thành. Lúc đầu, Tân còn làm ra bộ ngần ngừ, nhưng sau thấy Nghiêm nói những lời đe dọa là nếu hắn bị bắt sẽ khai ra Tân, đã cùng có ý định vào nội thành thì Tân cũng không yên được. Cuối cùng, Tân đành phải nghe theo tiền nghiêm và hẹn ngày giờ để cùng đi. Sau khi Tân và Nghiêm đi được ít hôm thì ta lại thả thị hợp và từ đó cử trinh sát bám sát thị một thời gian phát hiện ra mối quan hệ giữa thị và tên Ba Tín. Một hộp thư chết của chúng đặt ở gốc cây đa trên đường đồng quan đi quán tròn. Ít lâu sau, Bên góc đà, một quán nước được dựng lên. Chủ quán là một bà già cùng đứa cháu nhỏ tàn cư đến vùng này mở quán nước để sinh sống. Đứa cháu trai của cụ tên là Ngọc, chừng 12 tuổi, dáng điệu lanh lợi, nét mặt khôi ngô. Lúc nào cũng có mặt ở quán để giúp bà mời khách nghỉ chân. Ngày qua ngày, hai bà cháu dần già đã quen mặt những khách thường ai qua lại trên quãng đường này. Một buổi chiều em ngọc đang trông hàng bỗng thấy một người mặc quân phục may bằng vải ca kỳ mỹ đeo súng ngắn nét mặt sương sương trông thấy rất ngang tàn với bộ ria mép con kiến đèn nhánh dựng xe đạp bên gốc đà ngồi nghỉ chứ không vào quán khách lạ thỉnh thoảng đưa mắt nhìn mấy cái bình vôi đặt trên bệ gạch xây cạnh gốc đà và thoát một cái người đó dốc ngược chiếc bình vôi nhỏ rồi bỏ vật gì đó vào túi Thấy hành động đáng nghi ngờ của người đó Ngọc vội đứng dậy Lấy chiếc khăn mặt trắng vắt lên dây phơi ở đầu quán Trong căn nhà đầu xóm Đồng chí trinh sát nhận được ám hiệu của em Liền dắt xe ra đường cái Người vẫn quân phục Đã lên xe đạp Về phía quán tròn Đồng chí trinh sát đạp xe đuổi theo Khi đã vượt lên ngang với người đó Anh kín đáo xoay lại chiếc túi Đeo ở bên sườn Hai hôm sau My đã nắm vững được tung tích người mặc quần áo bộ đội đến lấy tài liệu ở hộp tư chết. Qua tấm ảnh chụp nghiêng do trinh sát cấp, Mi nhận ra người đó là Trinh, công tác ở đội biệt động do Trinh phụ trách chỉ huy. Mi thấy nhận định của mình trước đây càng thêm sáng tỏ. Người biết rõ kế hoạch hành động của đội biệt động chỉ có thể là một cán bộ có trách nhiệm trong đơn vị. Trinh tuy biết những thất bại của đội hành động do mình phụ trách, đáng ra phải tìm nguyên nhân để có kế hoạch sửa đổi tránh làm cho số đội viên hy sinh vô ích. Ngược lại, anh đã làm ngơ trước những tổn thất ấy mà còn tiếp tục cho các đội viên lao vào những hành động phiêu lưu khác. Trong sinh hoạt, anh ta thường phóng túng xà hòa làm ra bộ là kẻ đàn anh và độc đoán thường thả lỏng cho một số đội viên lộng hành ở một vài đô thị. Nhưng việc Trinh tự tay đến, hộp thư lấy tài liệu, thì ngoài hắn ra còn có kẻ nào giấu mặt chỉ huy nữa không? Và L.M. là đứa nào? Hắn vẫn thường ký vậy trong báo cáo từ ngoài này gửi vào trong đó qua đầu mối thị hợp và trinh sát đã nắm được. Vậy sói biển và L.M. Tên nào là tên cầm đầu? Chúng ẩn náu ở đâu? Và còn tên trinh này nữa? Những câu hỏi đó cứ quẩn quanh mãi ở trong đầu mi. Anh đưa ra những lập luận, cố tìm ra đáp số đúng. Mi cho rằng Trinh cũng là một chỉ huy của biệt động. Tất nhiên, hắn cũng phải có một vai trò chủ chốt. Vậy Trinh có thể là lờ mờ. Vẫn gửi báo cáo cho bọn Lê Ông được không? Hắn là sói biển hay lờ Phải tìm cho ra sói biển và cả tên lờ mờ này. Theo nhận xét của em Ngọc, khi lấy tài liệu trong bình vôi, Trinh có nét mặt tỏ ra lo sợ. Vậy ba tín là đầu mối liên lạc giữa thị hợp với hộp thư đã không khai báo thành cần với mì và tính mệnh của hắn càng bị đe dọa. Mi lập tức báo cáo tình hình đó lên cấp trên để xin chủ trương đối phó với Trình. Sau đấy, anh đến gặp bà Tín, hỏi lại y về ám hiệu báo động, bố trí kế hoạch bảo vệ cho hắn, phát hiện thêm tổ chức của địch. Bà Tín là chủ một cửa hiệu sửa chữa xe đạp và súng hỏng trên con đường đồng quan đi quán tròn. Trước đây, hắn là cơ sở của tình báo mặt trận X nhưng sau viện lý do sức khỏe yếu cố xin giải ngũ sẵn trong tay có nghề sửa chữa ô tô xe đạp hắn đã mở cửa hàng để sinh sống tuy vậy hắn cũng chẳng trí thú làm ăn thỉnh thoảng mới nhận sửa bài khẩu súng và một số xe hỏng tuy ngoài cửa có treo tấm biển nhận sửa chữa xe đạp và rèn rũa, đồ nguội nhưng nếu có khách đến thì hắn lại thường từ chối khi thì nói bận việc nhà làm ăn kiểu như vậy nhưng hắn vẫn có tiền tiêu phung phí. Hồi trước cách mạng tháng 8, bà Tín có cửa hiệu ở sửa chữa mô tô ở phố Hàng Vôi. Bố mẹ Y là tư sản, nên ngoài cửa hiệu ấy, bà Tín còn được bố mẹ chia cho ba ngôi nhà rộng để cho thuê. Khi còn là thanh niên, bà Tín không chịu học hành, mà chỉ đua đòi bạn bè ăn chơi. Cách mạng tháng 8 thành công, bà Tín cậy cục, xin được đem chiếc mô tô của mình vào làm liên lạc cho thành bộ Việt Minh. Hắn chốt bỏ bộ âu phục đắt tiền, thay bằng bộ quân phục áo vải, lưng đeo khẩu súng lục nhỏ mà hắn đã mua của một tên cảnh binh Pháp trong lúc Nhật Pháp hất cẳng nhau. Nhờ ta tháo vát nhanh nhẹn, biết mọi xó xỉnh trong thành phố, hắn được nhận làm trinh sát cho thành bộ. Trong công tác, hắn được úp mở, tỏ cho hàng phố biết mình đang đảm nhận một nhiệm vụ quan trọng và bí mật lắm. Kháng chiến bùng nổ, không ai thấy mặt ba tín ở các chiến lũy đường phố nhưng sau đó ít lâu các cơ quan đơn vị bộ đội tự vệ rút ra khỏi hà nội thì người ta lại thấy ba tín mặc quần áo nâu đi giày da lộn đeo súng lục ở thắt lưng xuất hiện trên các ngả đường kháng chiến và nhất là trong các đô thị sầm uất không đâu là không có hắn lui tới người ta tưởng thấy hắn hay la cả ở các quán giải khát chân gác lên ghế tay chống cầm mơ màng nhìn lại gói thuốc lá Philip như đang suy nghĩ việc gì quan trọng. Ăn lâu sau, người ta lại thấy ba tín cùng cô vợ mới ở trong nội thành ra mở cửa hiệu làm ăn sinh sống. Mỗi khi gặp bạn cũ, nếu là người chưa biết y đã thôi việc để y kéo vào nhà, mời hút điếu thuốc thơm, tám chuyện thời sự, bàn chuyện phiếm cuộc, rồi chuyển sang bình phẩm đồng chí phụ trách đơn vị này, đồng chí phụ trách đơn vị khác mà đối với ai hắn cũng gọi là thằng này, thằng nọ, làm như mình thân tình với những người ấy hay họ cũng chỉ là cấp ngang hàng với hắn. Bà Tín cố làm ra vẻ úp mở để mọi người tin hắn mở cửa hiệu chỉ là để hóa trang làm nhiệm vụ. Thực ra, hắn mở cửa hiệu là để hóa trang thật, nhưng không phải hắn làm việc cho ta mà làm đầu mối liên lạc cho một ổ gián điệp của Pháp. Song mọi hành động của hắn đều không loạt qua đôi mắt tinh tưởng của anh em trình sát. Cuối cùng, hắn đã phải cung khai hết. Mi đến nhà ba Tiến lần này, vợ hắn mới thấy bóng anh, đã đon đả ra mời vào trong nhà gặp chồng. Mi nhìn thẳng vào mặt hắn, cất giọng nghiêm nghị. Anh đã làm ám hiệu báo động cho lờ mờ phải không? Trong lời khai mấy hôm trước với tôi, anh đã không thành cận. Bà Tiến lúng túng. Dạ, dạ, thưa anh, em sợ. Anh sợ gì? em không biết lm là ai nhưng em cảm thấy hắn đang nắm gáy của em em làm gì hắn cũng biết và đe dọa em không được tò mò tìm hiểu gì ngoài nhiệm vụ nhận thư của thị hợp hôm nọ theo lệnh của các anh em đem tài liệu bỏ vào hộp thư đã bỏ vào một viên sỏi nhỏ làm ám hiệu báo động tôi báo để anh rõ từ nay mỗi khi đi đâu anh phải báo cáo cho chúng tôi biết bằng cách hạ cánh liếp cửa sổ xuống nếu sai hẹn không những anh bị tội nặng mà còn nguy hại đến thân anh hiểu rõ chứ anh đang nằm trong móng vuốt của tên lờ ở đấy em xin tuân theo là các anh gặp ba tín xong my ra về theo lối tắt để tránh kẻ địch có thể nhận ra anh trưa hôm sau trinh sát thấy một em nhỏ đến cửa hàng đưa cho ba tín một mảnh giấy trinh sát vội cử nghiệp theo sát em nhỏ thấy em đó quanh co ở vài lối đi trong các ngõ rồi đến gặp một người mặc quân phục bộ đội Trinh sát đã nhận rõ Người đó chính là tên Trinh Sự việc được báo cáo cho mì rõ Và trinh sát Chờ chỉ thị để hành động tiếp Nhận được mảnh giấy của em nhỏ trao cho Ba tín vội hạ cánh liếp che cửa sổ Rồi hì hụi ra sau nhà Nhồi lại mấy viên đạn Đem theo khẩu súng côn ổ quay của khách Vừa đến sửa chữa bắn thử Trinh sát và một tổ hành động được lệnh theo sát bà Tín, vừa để kiểm soát, vừa để bảo vệ cho hắn để cẩn thận hơn. Mi đã bố trí một lực lượng hành động mạnh ở vùng giáp danh để hỗ trợ cho tổ hành động đang theo dõi bà Tín. Anh dự kiến nếu muốn ám hại bà Tín, kẻ địch không dám sát hại hắn ở ngoài này mà phải gọi hắn vào vùng giáp danh để thủ tiêu. Vì trên vùng giáp danh, ta không thể biết hành động của chúng hay là của địch phục kích ở trên đường bóng tối đã len trong các lùm cây. Bà tín mặc một bộ đồ nâu đã cũ, dắt khẩu súng ngắn vào người, rồi khoác túi ra đi. Hắn biết các đồng chí trinh sát cũng không rời hắn nửa bước, nhưng nhìn quanh, hắn không phân biệt được ai vào ai. lòng hắn hồi hộp, bao nỗi lo âu đang bào xé đầu óc hắn. chợt một ý định nảy ra trong óc, là chạy trốn vào nội thành, vụt ra như một tia chớp nhưng nghĩ đến những họng súng vẫn bám sát theo hắn vội vàng từ bỏ ý nghĩ ấy vì chỉ một vài bước đi quá vùng giáp danh là hắn sẽ vĩnh viễn phải nằm lại nơi đấy giữa cánh đồng hoang vắng lạnh lẽo sắp đi hết vùng tự do chỉ còn một quãng cánh đồng ngắn nữa là đến vùng giáp danh bỗng nhiên ba tín kêu rú lên một chàng tiểu liên đã quật ngã hắn lập tức súng của các đồng chí trong tổ hành động cũng nổ giòn rã, bắn xả và bóng đen đang lật tránh sau những mồ đất. Tiếng súng vang vọng cả cánh đồng vắng, làm tăng thêm cái không khí rùng rợn của vùng đất chết. Tiếng súng đột nhiên ngừng hẳn, không gian trở lại im lặng, kẻ địch đã rút chạy. Các đồng chí trinh sát chạy đến chỗ bà Tiến, vực hắn dậy. Anh có nhận ra kẻ người nào bắn anh không? Chúng nó, tôi vừa nhận ra thằng xỉu đen. Khi đã bị trúng đạn, các anh cứu cứu tôi Sửu đen là ai? Người của sói biển Và tín chợt nấc lên Rồi ngoắt đầu sang một bên Hắn đã chết thật Các đồng chí trinh sát thu hết giấy tờ Và khẩu súng ngắn của hắn Rồi khiêng xác ba tín trở ra vùng tự do Nhờ chính quyền xã và du kích chôn cất dùm Trong lúc ấy, ở chân một quả gò Cách đấy hơn một cây số Năm bóng người đang tụm lại thì tầm Để mẹ nó đứa nào dám cản trở công việc của mình nhỉ? Mình đã rút nhanh, nhưng vẫn bị dính đạn vào cánh tay. Mày, có chắc hạ gọn nó chưa? Tao đã nổ súng, thì đừng có thoát. Nó mới kịp rú lên. Có lẽ nhận ra tao, thì đã đổ xuống rồi. Nó có nhận ra mày không? Có nhận được ra tao, thì cũng đi ngủ với Jun. Tao chạy đến đứt ruột. Dạo này gần trùng tệ. Mày cứ đi đi lại lại nhà con Yến luôn. Gần mỏi là đúng rồi hôm nay tao còn thấy mày ở trong buồng nhà nó mày thì kém gì tao thế trưa nay đứa nào hú hí với con bích tên xỉu đen vừa nói vừa loay hoay chiếc khăn buộc chặt lại vết thương còn đang dỉ máu thấy bọn chúng xoay ra cãi nhau một tên ra giọng chỉ huy gắt lên cầm mồm cả đi thằng xỉu chắc làm gọn nó rồi chứ nó giận nha mày mà nó còn sống thì lộ cả ra đấy và có anh nó đã chết ngay hay chưa thì tôi không biết, nhưng chắc chắn nó phải rơi vài ba viên đạn vào giữa ngực. Chỉ cách nhau có ba hay bốn thước thôi mà. Thế thì hỏng bét rồi, tổ cha chúng mày, làm ăn như cục cứt vậy. Sao lại hỏng hả à anh? Khi mày nổ súng, có tụi đi sau bắn trả lại ngay. Để may phải dính đạn, thế mà không hỏng sao được. Em chỉ bị thương nhẹ thôi mà. Tiền sư lũ khỉ, bị thương nặng hay nhẹ cũng không quan trọng mà là bọn chúng đã nắm được bà Tín, theo dõi hắn, mà không hề là chuyện tình cờ được. Anh bảo bọn nó thộp được ba tín. Bọn cá chìm, chứ bọn nào. Nếu ba tín chưa chết ngay, thì bọn chúng tất hỏi ra mày. Nguy quá, biết làm sao. Một lũ ẩn hại, chứ cứ tiếu mãi đi. Do có sự đề phòng trước, nên tao mới bảo chúng mày khử nó ở vùng này. Đợi nó lọt vào vùng tề, tuy lợi cho mình nhưng chưa chắc đã hạ được nó chót lọt vì bọn công an tất không để nó đi xa như vậy cả bọn im lặng hoang mang sợ hãi thằng xỉu đen đã lộ thì chuồn đi mày sẽ đi với tao vì tao cũng không ở yên được với chúng còn chúng mày chưa lộ thì đêm nay bằng bất cứ giá nào cũng phải đi về ngay đơn vị đừng để chúng nghi ngờ gì nữa đứa nào nói hớ ra điều gì thì cứ trông gương thằng ba tín đừng trách tao. Anh chẳng phải dặn, nếu muốn sống gặp anh, thì dù có súng nổ bên tai, chúng em cũng phớt tỉnh. Thôi được, tao có ít tiền và cái đồng hồ đây. Ba thằng mày bán đi cũng được vài chục chia nhau. Xin anh, nhưng anh đừng bỏ chúng em. Khi nào yên ổn, tao sẽ gọi. Chúng mày phải đi ngay và nhớ xoay cho được vài món quà ra mắt họ đấy nha. Gặp bọn cá chìm thì lỉnh đi cho xong chuyện. Người vừa nói đứng dậy, chờ cho ba bóng mắt kia mất hút sau màn đêm, rồi mới cùng xỉu đen đi vào vùng địch. Cẩn thận anh ạ, à, nhỡ gặp bọn Tây Lùn. Kệ mẹ nó, sợ gì thằng Tây Lùn, cứ đi với tao. Không đứa nào dám động đến lông chân của mày đâu. Chưa chi đã vãi già. Vào hẳn ở trong đấy chứ anh. Mày còn tiếc rẻ con Yến sao? Và trong ấy muốn có một trăm con Yến cũng có. Hai tên lầm lũi đi băng qua cánh đồng, màn đêm đã nuốt chửng lấy chúng. Hết phần 2. Mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 3.